bộ dưỡng da 7 món Harum Sue Nilan siêu chính hãng Hàn Quốc, Hàn Trung White Skin, điều trị các vấn đề về da nám, tàn nhang, thâm sạm, thiếu sức sống, có đến 3 loại kem dưỡng và điều trị. Kem dưỡng này, kem trị nám ban đêm và kem nâng tông, khác với những sản phẩm khác, bộ mỹ phẩm Hàn Quốc Hàn Trung Sue Nilan siêu còn có thêm chai Epsen. Với kết cấu dạng gel đặc có công dụng siêu cấp ẩm, tăng cường kết cấu của da, chống oxy hóa tái tạo tế bào, serum đặc trị nám tàn nhang, tái tạo da, giúp làm lành vết thương, mờ sâu và làm chậm quá trình lão hóa da. Các sắc tố cũng được loại bỏ, nhờ đó hạn chế thâm nám, giúp da trắng khỏe. Sữa rửa mặt tạo bọt dịu nhẹ với thành phần ngân sâm, dịch nhẹ ốc sên, tinh dầu oải hương, chiết xuất lá tế tô Hàn Quốc, chiết xuất lá trà xanh, chiết xuất lá cây hương hạnh, tinh dầu chanh vàng, giúp làm sạch, xoa khít lỗ chân lông, dưỡng ẩm, dưỡng đấm da, chống oxy hóa, kháng khuẩn tự nhiên. Toner dạng lỏng nhẹ thấm nhanh công dụng siết, làm dịu da tức thì, kháng viêm, ngăn ngừa mụn, cân bằng độ ẩm, ngăn ngừa dầu thừa. Hãy trải nghiệm bộ sản phẩm mới Hàn Trung Sue Nilan ngày hôm nay để sở hữu làn da sạch nám, căng mịn, trắng đẹp như gái Hàn Quốc. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ hotline 0359 44 7339.